không gian sông núi thân thương mát ngát tình người thương quê hương điều linh qua đây nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu về trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi tình đàn chiến sĩ nhớ quê nhà dạ vâng chúng tôi xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý vị khán giả trong và ngoài nước chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp qua địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng tại Cali 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 17 tháng 2 năm 2018, từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến nghệ sĩ Phan Đình Minh ngày hôm nay ạ. Chào anh Quốc Duy thân mến thưa anh. Dạ vâng, ngày hôm nay là chương trình đầu tiên của hai chú cháu của chúng ta và cũng là mùng 2 Tết. Thì Quốc Duy xin được kính chúc chú có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui để mãi đem tiếng nói của mình trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây đến với nhiều người nhà nhà ở khắp mọi nơi trên thế giới để hy vọng là một ngày nào đó không xa Việt Nam của chúng ta sẽ có tự do thưa chú. Cảm ơn là lời chúc của anh và tôi... cũng được rất nhiều lời chúc của những người thân mến ở trong quốc nội theo dõi chương trình này trên Facebook hay trên Twitter. Anh nói đến ngày mùng 2, Dallas mùng 2 trời đổ mưa. Mưa ướt lòng tôi, mưa ướt trời. Chúng ta đón Tết, anh biết Tết là thời điểm chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Kết thúc cho một chu kỳ 365 ngày đã qua đi và lại tiếp tục với chu kỳ 365 ngày sắp tới. Gia đình anh cũng như gia đình tôi cũng như tất cả mọi gia đình Tết là thời điểm sum vầy, là thời gian người người dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Thế Quốc Duy trong tâm tình đón cẩu tiễn kê, ta đón chó tiễn gà. Chúng ta thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Kính chúc đến mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Xuân đến an khang, vạn thọ tường. Lời chúc xuân này cũng xin được gửi đến những người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay rất đặc biệt. Mặc dầu quê hương đã 43 năm không còn tiếng súng, nhưng vẫn tân niên đến chưa đem lại niềm hạnh phúc. Xuân đến rồi, nhưng chưa hưởng trọn niềm vui. Từ biên đi biển, thành Dallas, xứ cao bồi Texas, xin gửi lời chúc xuân mừng đến Hòa Thượng Thích Không Tánh, nếu Hòa Thượng nghe được con ạ. Dạ, dạ vâng, dạ, xin chào anh Phan Đình Minh, chào quý đài, chào tất cả quý khán giả của đài. Dạ. Dạ, 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 con xin thầy chờ con một chút để con... có gửi lời chào đến một người khách mời trong Hội đồng Liên tôn Công giáo Tôn giáo tại Việt Nam, cũng từ thành Dallas, xứ cao bồi, Texas. Xin gửi lời chào đến Chánh trị sự Hứa Phi của Đạo Cao Đài, nếu Chánh trị sự nghe được tôi. Dạ, kính thưa tôi nghe được thưa anh Phạm Bình Nhân, kính chào đến tất cả quý khán giả trên diễn đàn Cánh Đồng Mây.
Yeah. A Di Đà Phật, thầy nghe được tránh cái sự hứa phi không, thưa thầy Thích Không Thánh à? Dạ vâng, dạ thưa con nghe đang, dạ vâng. Ồ, oh, đặc biệt. Dạ con nghe rõ. Chúng ta nói chuyện xa nhau lắm và hai người cũng xa nhau lắm. Trước hết, kính lão Đắc Thọ, con xin mời Hòa Thượng gửi lời chúc mừng xuân đến toàn thể đồng bào, cũng như đồng bào Phật tử trong và ngoài nước. Con xin mời thầy, thưa thầy Không Thánh. Dạ vâng, dạ. Dạ kính thưa quý đài, kính thưa quý khán thính giả, thì và cũng rất mừng là để được gặp chánh trị sự Hứa Phi ở đây, xin kính chào quý chánh trị sự Hứa Phi và cùng tất cả quý vị đang nghe đài. Thì chúng tôi cũng có gì để trong một cái tình cảnh là có thể nói rằng như thế này, là vừa rồi đây thì chánh trị sự Hứa Phi đã bị nhà cầm quyền cộng sản họ đàn áp khủng bố một cách rất nặng nề, và làm cho chánh trị sự Hứa Phi họ bao nhiêu cái lệnh triệu tập, bao nhiêu giấy mời đi làm việc, đến độ họ bắt cả chánh trị sự Hứa Phi phải lên đồn thành làm việc rất là căng thẳng, cho nên làm cho chánh trị sự phải bại đi hết cả nửa người. Bây giờ hiện tại mà chánh trị sự đang bị sức khỏe cũng yếu trong đó, thành thử theo tôi biết. Bây giờ nhân dịp thì cũng là năm mới, thì trong cái tình cảnh này bản thân tôi thì chùa Liên Trì thì cộng sản nó cũng ủi rồi, ủi nó lấy đất để nó làm gì đó rồi, thì tôi cũng phải đi sống nhờ chỗ này chỗ khác. Thì chúng tôi cũng là đồng ở trong cái Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, cùng nhau trong các cái tôn giáo mà độc lập đó, thì cũng không chịu lệ thuộc với cái chế độ cộng sản, thì cũng chung nhau trong một cái tinh thần lý tưởng chung cho cái tự do tôn giáo, tín ngưỡng, người dân, nhân quyền, dân chủ Việt Nam. Thì hôm nay thì chúng tôi xin năm mới, chúng xin gửi lời cầu chúc lành, mọi sự bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc đến cho tất cả quý bà con, quý đài, cũng như tất cả quý bà con đồng bào, người Việt thân yêu của chúng ta trong nước cũng như hải ngoại, được một cái mùa xuân, được mọi sự được bình an như ý. Xin kính chào và thưa tất cả, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thưa thầy, lần nào thưa chuyện với thầy cũng va chạm vào trái tim con vậy. Cuộc đời thầy cũng khốn khổ, khốn nạn, có khác gì đâu. Nhưng mà có cái tâm tình rất là quý mến với chánh trị sự Hứa Phi. Thưa chánh trị sự, chúng tôi cũng xin dành cho ông một phút để gửi lời chúc mừng đến toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình đặc biệt mùng 2 Tết năm Mậu Tuất năm nay. Tôi xin mời chánh trị sự. Vâng, dạ. Thưa anh Phạm Bình Minh, thưa tất cả quý khán thính giả của đài. Hôm nay là hiện tại Việt Nam là 20 giờ ngày mùng 2 Tết năm Mậu Tuất. Ngày tầm thứ bảy là 17 tháng 2 năm 2018. Mặc dù thì tôi cũng đang bị nhà cầm quyền cộng sản đàn áp rất là thê thảm như lời của Hòa Thượng Thích Không Thánh và Chủ tịch Hội đồng Liên Tôn Việt Nam cũng đã nói lên. Mặc dù là cái sức khỏe nó cũng kém, nhưng mà trong cái ngày xuân thì chúng ta cũng quên đi cái sự khổ nhập về cái bản thân. Dạ, có cái tinh thần, cái ý chí chúng ta sống trên cái tinh thần. Thế thì ở câu dân gian ở trên đời thì ông bà ta có nói nghĩa là đời người bắt đầu từ tuổi trẻ, một năm bắt đầu từ mùa xuân. Cho nên cứ mùa xuân này chúng tôi cũng mong muốn là một cái mùa xuân hy vọng. Hy vọng dân tộc Việt Nam chúng ta thoát khỏi cái cảnh bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam độc tài độc trị, mở cai trị dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta cũng mong muốn rằng dân tộc Việt Nam đã có một cái truyền thống bất khuất từ ngàn xưa tới giờ. Khi nào có dịch hội xâm thì tất cả sĩ nông công thương binh tăng tất nhiên cũng đồng lòng lo cho quê hương dân tộc. Hôm nay nhân dịp xuân Mậu Tuất, tôi là chánh trị sự Hứa Phi xin chúc
tất cả với khán thính giả, quý vị đồng bào, người Việt quốc gia ở hải ngoại và cũng như toàn thể nhân loại trên thế giới này hưởng được hồng ân của Đức Thượng Đế, Đức Phật, Đức Chúa, Đức Chúa Tô, ban bố hồng ân cho tất cả chúng ta có một cái tinh thần bất khuất đã lo cho quê hương, lo cho dân tộc. Và chúng tôi cũng kính chúc đến tất cả quý vị thanh thiếu niên, quý vị tuổi trẻ, tương lai đất nước Việt Nam nằm ở trong quý vị tuổi trẻ đó, thì tương lai đất nước là dành cho tuổi trẻ, thì tuổi trẻ cũng đang dấn thân, vợ cũng đang lo cho dân tộc Việt Nam. Và tôi cũng còn mong sao cho tất cả quý đồng bào ở hải ngoại trong cái mùa xuân Mậu Tuất này, đất nước Việt Nam được hòa bình, được có tự do dân chủ, chúng ta sẽ sinh ra trên quê hương gần phía hết này mà trên 4.000 năm ông cha ta đã gây dựng và xin kính chúc. Chánh trị sự Hứa Phi thuộc Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài, Tòa Thánh Tây Ninh. Thưa Thánh trị sự, tôi biết ông đang trong tình trạng suy yếu nguy kịch lắm. Có thể do tai biến mạch mà máu não, và có thể cái đó chắc chắn không phải là có thể nữa, là do cộng sản gây đến cho cá nhân ông. Tôi cũng biết Hòa Thượng Thích Không Tánh đã trở thành nhà tu hành lưu vong ngay trên chính quê hương mình, người vô gia cư. Thưa Thầy, con sẽ đề cập đến vấn đề cá nhân của Thầy và chính trị sự Hứa Phi. Nhưng trong lời chúc của chính trị sự có nhắc đến ngày 17 tháng 2, ngày 17 tháng 2, ngày hôm nay, năm 1979, Trung Cộng đã đồng loạt tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc, bắn đại pháo, bắn xe tăng, giết chết bao nhiêu người dân lành. Kỷ niệm lại 39 năm về trước, Hòa Thượng Thích Thông Cánh, thưa Thầy, Thầy có tâm tình gì về Trung Cộng dạy cho ta một bài học hay không? A Di Đà Phật, thưa Thầy. Xin vui lòng bấm số 0 để được kết nối trở lại. Dạ, cảm ơn anh Quốc Duy. Thưa Thầy, A Di Đà Phật, Thầy nghe được con không? Dạ vâng, dạ tôi có nghe rồi, chắc nó hợp pháp sau đó đó. Nếu ngoái thì mình gọi một cái số khác. Dạ không, mình cứ nói. Tại vì anh nhắc tới ngày 10, anh nhắc tới ngày hôm nay, 17 tháng 2, nó chạm nọc nó rồi. Thôi thì chúng ta đều biết cả đấy, con coi là Chánh trị sự Hứa Phi, thưa Chánh trị sự nghe được tôi không? Dạ, thì nghe được cái thông tin, chắc có lẽ là anh phải gọi cái số khác, cái gì số này nó chậm chút. bây giờ thì không có số nào nữa thôi, bây giờ chúng ta nói chuyện không chậm nọc đi. Không chậm nọc có nghĩa là, thưa Thầy, trong đầu chương trình Thầy có nhắc đến sự đau khổ của Chánh trị sự Hứa Phi, nhưng Thầy không nhắc đến chuyện là của Thầy. Nếu nói về nhà Phật, người ta nói đến chuyện nhân quả. Con nghĩ hôm nay thầy không còn oán trách ai đâu. Từ năm 2016 đến bây giờ, chuyện chùa Liên Trì thầy đã nói rồi. Nhưng có cái chuyện đặc biệt, người thế gian đó là tên Đinh La Thăng. Chùa Liên Trì không còn và Đinh La Thăng đang nằm trong ngục tối 13 năm. Thầy có cái tâm tình gì về điều này hay không? A Di Đà Phật, thưa Thầy Không Tánh. Dạ thì chuyện đó thì xin thưa. Để coi như là alo, dạ vâng, dạ không biết xin anh còn nghe không? Dạ đang nghe thầy. Thưa thầy, con hỏi về chuyện là chùa Liên Trì và giữa Đinh La Thăng chính là cái người ra lệnh phá chùa Liên Trì. Trong lòng thầy có tâm tình gì, có uẩn khúc gì hay không? Có phải đó là chuyện nhân quả hay không? Thì thực ra thì tôi mình cũng không có nắm rõ được là người nào, nhưng mà chỉ có cái là mình biết rõ là lúc đó là cái ông Đinh La Thăng, ông là bí thư của thành phố thành thị, cho nên thì mọi việc đây là nó nằm ở trong cái quyền của ông. Nhưng mà tất cả thì tôi nghĩ rằng là bởi vì rằng là họ thấy rằng là cái chùa Liên Trì á là cái nơi mà cũng đã hình thành nên những cái tổ chức xã hội dân sự, rồi cũng có hình thành nên cái Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, rồi thì anh em thương với bên Việt Nam Cộng Hòa về đó sinh hoạt,
rồi thì bà con dân oan bị mất nhà mất đất thì bị họ rượt đuổi thì về ở nhờ tại chùa Liên Trì. Tôi nghĩ rằng bà cũng có nhiều việc khác nữa để nên họ cần phải triệt phá cái cơ sở chùa Liên Trì đi, để cho những cái tổ chức đó không còn cái nơi sinh hoạt để phát triển được từ đó. Thành thử cho nên còn cái việc mà có thể rằng là tất cả thì mình cứ nói chung đó là cái đảng cộng sản thôi. Dạ, đều coi như là của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa vậy mà. Còn cái chuyện này trong tương lai thì phải nói về cái luật nhân quả thì tất cả chúng ta cũng biết rằng là ai mà làm ác thì lãnh cái quả báo ác, và ai làm thiện thì được hưởng cái phúc thiện thôi. Vấn đề bây giờ mình phải tính như thế nào để được cùng nhau để mà đoàn kết lại. Cuộc gọi của quý vị có thể đã bị gián đoạn, xin vui lòng bấm số 0 để được kết nối trở lại. Kết thúc bằng tiếng Hăng. Xin chào Phật thầy, nghe được con không? Dạ nghe lại rồi. Dạ nghe lại rồi. Dạ, thôi, vâng, dạ. Mình cứ tiếp tục thôi. Con chắc là con không có liên lạc được với lại được với chính trị sự Hứa Phi là vì không biết là người ta phá từ chỗ thầy hay là phá từ chỗ ông ấy. Ở xa quá chắc con con sẽ thực hiện một chương trình riêng cho chính sự thầy. Thầy đang nói đến chuyện nhân quả về cái việc chùa Liên Trì và Đinh La Thăng, thầy nói tiếp đi thầy. Dạ vâng, thì xin thưa, bây giờ nếu như thế này thời gian còn dài, nếu xin anh nói gì, nếu như số này mà không có được nữa thì anh gọi cho số 016 rồi 567898881 á nha. Số hồi trước á. Dạ. 016 dạ. Mấy à? Dạ 016 rồi 56789. Dạ. Thế thầy rồi 881. Dạ. Dạ. 0016567898881. Dạ vâng. Nếu nó sai thì rồi. Dạ. Thế thầy nói lên trên toàn cầu công an mạng nó cũng ghi cơ chứ không sao. Nói chuyện về chuyện nhân quả đi. Nói chuyện về chuyện nhân quả. Dạ thầy, vâng. Dạ, thầy mới nói, thầy nói tiếp đi thầy. Dạ vâng, thì bây giờ có lẽ là đầu tiên mà nhắc đến 17 tháng 2 thì đương nhiên là theo tôi thì nghĩ rằng là nó ngại là sợ đụng tới cái quan thầy đó rồi nó ảnh hưởng đến cái gì đó, cho nên là họ cũng kiếm cách hợp phá. Rồi bây giờ đây thì nói về nhân quả thì dạ vâng, thì cái lấy nhân quả thì đương nhiên là thành đó là con người trong cái thế gian này, tôi nghĩ rằng ai cũng hiểu được cái luật đó hết. Thành tới cho nên rằng nếu mà bảo rằng nhưng mà bây giờ truyền thống của dân tộc quê hương ở Việt Nam chúng ta là cái mà người ta nói là phá đình chùa miếu mạo á, là phải nói rằng người dân á, có một cái niềm tin về cái vấn đề đạo đức, đạo lý con người, cho nên là không ai mà người ta có những cái sự gọi là xâm phạm đối với những cái cơ sở tôn giáo đạo đức linh thiêng đó. Nhưng mà sự thật ra thì đó là mình nói với cái đạo lý chung, chứ còn đối với cái những người mà gọi là theo Marx Lenin á, họ chủ trương duy vật vô thần á, thì họ cũng không có tin vào cái chuyện nhân quả đâu. Theo tôi nghĩ như vậy. Chính vì vậy cho nên là mới trở thành là nhiều cơ sở tôn giáo là đã bị tàn phá dưới cái bàn tay của những cái người mà gọi là chủ trương là không có cái tin tưởng vào cái đạo lý, vào cái đạo đức cũng như vào cái nhân quả của con người. Chính vì không có tôn trọng những cái đạo đức, không tôn trọng những cái phần linh thiêng, phần cái vấn đề tinh thần, cho nên cái đối với cái chủ nghĩa Marx Lê đó thì họ nghĩa là họ trở thành ra là những cái người gọi là vô thần, và họ cũng không có sợ cái vấn đề là phước hay là thiện hay là sự ác đức gì hết cả, cho nên đến khi họ hành xử thì là họ không cần biết gì hết cả. Phải nói rằng cái xã hội ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy đó là đôi khi là con đó, thì đôi khi có những cái lúc mà như anh biết đó, thì có những lúc mà vợ tố chồng rồi con tố cha, rồi ngày hôm nay thì cái đạo đức nó suy đồi, học trò thì đánh lại thầy giáo, rồi thì ra đường thì nó đâm chém nhau, và nó trở thành ra là
nó không còn có những cái thuần phong mỹ tục, những cái liêm sĩ, những cái đạo đức của xã hội. Và chính vì vậy cho nên xã hội bây giờ nó rất là tàn bạo và nó vô luân, chẳng qua là nó bởi cái dưới cái ảnh hưởng của cái chủ nghĩa duy vật và cái quan niệm vô thần, với lại không có một cái đạo đức đó. Thành ra cho nên đây mình rất buồn cho một cái nền văn hóa dân tộc Việt Nam ngàn đời nó đã bị gọi là phá sản. Mình thấy rằng tất cả những cái văn hóa, những cái đạo đức của xã hội nó đã bị dưới cái bàn tay của cái chế độ cộng sản nó đã làm suy đồi hết. Cái điều đó cũng rất là đau thương cho cái dân tộc của chúng ta. Cái việc mà chùa Liên Trì như vậy á, thì họ thì sự thật là chẳng qua là những cái chùa mà họ lập đó, chùa hoặc là nhà thờ hay những cơ sở tôn giáo mà to lớn rồi, chẳng qua đó là cái hình thức thương mại, cái hình thức mà để họ quảng cáo thôi, chứ còn sự thật trong thâm tâm của những người cộng sản vô thần thì họ không có tin tưởng gì hết cả. Họ cũng lập ra để mà là buôn thần bán thánh thôi, chỉ là kinh doanh thôi, để mà đầu tư, để mà kiếm lợi nhuận, chứ không phải là để là những cái cơ sở tu hành thật sự. Thành tựu cho nên và thấy rằng cái tình cảnh của chùa Liên Trì nó như vậy đó, cho nên họ bằng mọi cách họ đã phá đi. Thì chúng tôi cũng không có suy nghĩ gì, chỉ có cái là bây giờ chỉ mong rằng là có một cái tương lai. Như hồi nãy chính thì sư Phi có nói đó, là làm sao cái giới trẻ đó, cái lớp trẻ sau này để ý thức được cái trách nhiệm và cái tinh thần, cái nhiệt huyết của mình để mà vì cái tổ quốc, vì cái dân tộc và đất nước mà cùng nhau đoàn kết lại, cùng nhau ý thức được cái vai trò trách nhiệm của mình để mà dấn thân, để mà góp phần, để mà góp phần cho xây dựng cho đất nước, tổ quốc quê hương chúng ta bằng cách tích cực dấn thân thêm, ý thức được cái tất nhiên cái tuổi trẻ đó nó có nhiệt huyết, nó có hoài bão, nó có lý tưởng, có thể nhìn thấy được những cái sai lầm của quá khứ để mà có thể mạnh mẽ để mà góp phần để xây dựng cho quê hương đất nước. Để từ cái chỗ mà chúng ta phải làm sao để đoàn kết và nhìn ra được vấn đề để cùng có thể giải cứu cái quê hương đất nước chúng ta thoát khỏi cái nạn độc tài toàn trị và nghĩa là dưới một cái sự một cái chế độ mà thiếu đạo đức vô luân nó như vậy đó, thì trong tương lai nó sẽ đưa đến cái chỗ đất nước rất là đau khổ. Cho nên chính vì vậy cho nên tôi cũng chỉ có mong ước rằng là làm sao để mà trong cái ngày đầu xuân này thì tất cả các giới đồng bào, các đoàn thể tổ chức cũng như quần chúng cũng thấy rõ cái bổn phận, cái trách nhiệm và nuôi dưỡng một cái chí hướng, cái hồi bảo của mình cùng cái nhau để mà góp phần, để mà đóng góp cho quê hương, tổ quốc, dân tộc, để làm sao thoát khỏi những cái vấn nạn mà tất cả chúng ta đều đã thấy trước mắt đó, và hầu có thể gọi là giải cứu đất nước, quê hương, dân tộc của chúng ta. Dạ, xin có mấy lời như vậy thưa. Dạ. À, xin chào thưa thầy, chúng con cảm ơn thầy nhắc đến chuyện dĩ vãng ngày hình ảnh ngày 9 tháng 9 năm 2016, chùa Liên Trì chỉ còn là một đống gạch vụn. Thầy có nhắc đến chuyện con nhắc đến chuyện chạm nọc đồng chí Trung Cộng. Rất nhiều cựu chiến binh đã xả thân vào trong trận chiến này, phải sống một cuộc đời, con nói chiến binh cộng sản, như con chó hủi ở ngoài đường, mà những người này con cảm thông thương mến khi mỗi lần con nói chuyện với họ. Một người rất là gần với thầy cũng như rất là gần với chương trình Từ Cánh Đồng Mây đó là Trung tá Trần Anh Kim. Yeah. Trung tá Trần Anh Kim đã đổ máu ở trận này. Đổ máu nhiều. Và bây giờ nó đang nhốt trong nhà tù đấy. Chỉ vì sự chiến đấu mãi mãi cho dân tộc của mình. Ở nơi đầu năm nay con có người bảo con là đừng có lên máu, nói thầy không tánh sợ. Con thưa thầy, trong nước con sẽ đề cập đến thầy nhắc đến chuyện làm sao giới trẻ, nhưng mà nhắc đến chuyện trong nước trước đi. Làm sao giới trẻ làm sao, người ta dạy bốn tốt mà, láng giềng tốt, đồng chí tốt, người ta dạy 16 chữ vàng mà con cũng chẳng biết mấy cái chữ đó làm chó gì, láng giềng hữu nghị cái gì nhá,
lời thầy nói chuyện với con đêm qua đấy, con chỉ cần biết là thầy nói là chỉ cần giữ lấy bốn chữ vàng để sống thôi. Bốn chữ vàng để sống đó là sống cho lẽ phải, sống cho chân thật, sống biết kiên nhẫn, sống bằng lương tâm, có nghĩa là sống phải, thật nhẫn tâm. Cái điều tâm tình suy nghĩ của thầy như vậy, con đang nói đi, giới trẻ trong nước người ta đang trên Facebook, người ta đang theo dõi chương trình này nhiều lắm đấy. Người ta đang theo dõi trên YouTube trực tiếp và chương trình này qua diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam đấy. Có phải chúng ta chỉ cần sống bốn điều, sống cho lẽ phải, sống chân thật, sống biết kiên nhẫn và sống bằng lương tâm. Điều đó đã đủ cho mình trở thành một người tốt, điều đó đã đủ cho người dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc tốt. Thầy có đồng ý với cái điều suy nghĩ của con không? Dạ vâng. Thưa thầy, nhắc đến chuyện Vĩnh Hằng, nó nhắc đến chuyện đau khổ, nó nhắc đến chuyện là chúng ta có thể bị xóa tên trên bản đồ một ngày nào đó. Con nghĩ là không có đâu. 4.000 năm ông cha ta lịch sử còn để lại mà. Nỗi đau này hay Đảng Cộng sản này cũng sẽ không trường tồn như thầy mới nói. Trong năm mới này, năm 2018, bắt đầu được 2 ngày, thầy có nhìn thấy cái điều gì lạ ở Việt Nam không? Thầy có nhiều cái điều nhìn thấy cái điều gì hay ở ngay tại thành phố Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của con ngày xưa không? A Di Đà Phật, thưa thầy không tánh à? Dạ thì phải nói rằng ngày Tết thì anh em bà con người ta cũng nghĩ tưởng nhớ đến ông bà, để đa phần người ta suy niệm với lại người ta cúng dỗ ông bà. Thì trong mấy ngày đó thì các chùa rồi người ta cũng lo cúng lễ, phần tôi thì cũng dạ vâng thì cũng chỉ lên cúng lễ giao thừa, cũng đón mừng xuân mới vậy thôi. Và chỉ có một cái kinh nghiệm, có cái buồn là nếu như ai bà con mà nhớ lại những cái cách đây mấy mươi năm về cái, hoặc là những cái ngày Tết của mẫu thân đó, thì ít nhiều thì cũng có số bà con mới nói rằng từ miền Trung cho đến miền Nam chúng ta thì đa phần trong ngày Tết thì cũng có gia đình này gia đình khác cũng có người thân hay bị chết trong cái ngày Tết đó, cho nên cũng có nhiều gia đình ngày Tết trở thành là cái ngày cúng dỗ, một ngày đau buồn. Cũng có nhiều nhà thì họ lại vui chơi mừng Tết, chứ cũng đâu phải rằng còn bao nhiêu người họ cũng đau khổ khác nữa. Ở đôi khi cái ngày Tết là cái ngày vui mừng năm mới, nhưng mà nhiều gia đình nó có thể nó cách đây mấy chục năm về cái ngày mậu thân đó, chắc ở đây anh cũng biết ngày Tết mậu thân đó, rồi là bị Việt Cộng nó tấn công vào, rồi bao nhiêu người phải bỏ mạng phải chết trong cái ngày đó, thì cũng là một cái ngày, cho nên có thể nói rằng là thành ra cũng không phải là nói rằng ai cũng vui hết đâu. Để thưa cho anh biết vậy đó. Dạ. À, xin là Phật, thưa thầy, con nhắc đến có điều gì là ở Sài Gòn là vì nghe đâu ở Sài Gòn nó ăn mừng ngày Tết Mậu Thân 68 đấy. Nó nói là quân nổi dậy tàn sát người dân ở Huế cách đây 50 năm trước. Rất tiếc, đến nay chưa có câu trả lời. Thế nào là dân quân nổi dậy? Làm gì có quân nổi dậy? Làm gì có cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam? Nó có đấy, nhưng mà nó đâu phải là mặt trận giải phóng miền Nam đâu. Quân đội Bắc Việt và Cộng sản nằm vùng là lực lượng chính, đã được chỉ huy từ Hà Nội mà. Mấy tháng sau, năm sau, mặt trận giải phóng miền Nam nó cho đi vào sọt rác mà. Thầy cũng nhắc đến chuyện, con xin lỗi thầy, chuyện Huế hôm qua con có đề cập với thầy, con nói thầy cứ việc, thầy nói. Năm 68, lúc đó Hòa Thượng cũng còn trẻ, con cũng còn trẻ thôi. Hình như con mới đi du học về, không nhớ lắm. Có nỗi buồn nào, có nỗi buồn nào sâu thẳm từ... Không biết là 68 thầy ở đâu, thầy ở ngoài Quảng Nam, Quảng Ngãi hay là thầy ở trong Sài Gòn, thưa thầy A Di Đà Phật? Dạ thì lúc đó là tôi đang ở Sài Gòn. Dạ vâng, năm đó cũng tôi cũng khoảng là 23, 24 tuổi rồi. Dạ vâng, 45 tuổi gì đó. Dạ vâng, thì chúng tôi cũng còn nhớ chứ. Thì thật ra thì cái ngày đó thì là bị lừa thôi, chẳng qua nó bị cũng như là bị nó khổ, cái đau khổ là con cái rằng trong khi đó thì ông Hồ Chí Minh đó ở ngoài Hà Nội thì kêu gọi đề nghị là ngừng bắn,
tu chiến trong 3 ngày Tết. Tôi nhớ năm nay vậy đó, để mà đồng bào ta được ăn Tết. Vì vậy cho nên khi mà có cái đề nghị đó đấy, thì bên phía Việt Nam Cộng Hòa cũng cũng đồng thuận để cho bà con được nghỉ. Anh em quân đội, các cơ quan chính quy quân đội thì đều được về nhà ăn Tết. Thì khi mà anh em quân đội ta về quê, ta về thăm nhà để ăn Tết, cứ nghĩ rằng là theo cái lệnh đề nghị hưu chiến đó thì bà con ta, ta về nhà hết. Thì nhân đó thì lại là cái cộng sản họ lại đích lúc họ tràn vào để họ tấn công. Thì phải nói rằng là cũng nghĩ rằng cái lúc đó thì quân đội anh em là thôi về ăn Tết đó, thì chắc có lẽ cũng không có thể chống cự lại được, cho nên họ vào họ xâm chiếm, mà họ cho rằng cái đó là một cái chiến công hiển hách mà toàn dân nổi dậy. Cái sự thật là đó, như anh nói đó, là bây giờ cái số mặt trận, cái mặt trận giải phóng miền Nam đó mà, rồi cái số nằm vùng nữa, rồi cũng có số chính quy ở miền Bắc họ nổi dậy, họ tràn dậy để họ nhằm để họ muốn kích chính quyền đó mà. Trong khi đó thì quân đội miền Nam á, chúng ta bị đa phần là bị lừa đó, là nói về được cho nghỉ hưu đó, từ quê ăn Tết, thành đấy cho nên là bị đánh đất như vậy một cách rất là đau khổ. Cho nên là có những nơi mà cộng sản nó chiếm đi lên bao nhiêu ngày và bao nhiêu cái sự đau thương và bao nhiêu sự chết chóc xảy ra cho bà con đồng bào chúng ta. Nhưng mà rồi cuối cùng sau đó rồi thì nhờ anh em quân đội họ đã trở về kịp, sau đó thì có những nơi để kịp thời để giải cứu được. Thì ở Sài Gòn lúc đó tôi biết mà tôi đừng ở một cái ngôi chùa với Chợ Lớn á. Thì lúc bây giờ nửa đêm vậy thì tự nhiên pháo vừa nổ thì cũng súng nó cũng nổ lên. Tất nhiên là cả pháo súng nó nổ, và lúc bây giờ thì tôi vừa chạy ra khỏi cái phía cổng ở trước chùa, tôi xem thì bà con người ta ra ngáo ngác, ta chạy tùm lum hết á. Thì lúc bây giờ là mình thấy ở cái ngã tư có vài ba cái anh có 15-16 tuổi thôi, là nhỏ nhỏ cầm cái súng về, mặc cái bộ đồ đen, ta kêu du kích hay là mà giải phóng miền Nam gì đó, rồi còn trẻ còn nhỏ nó cứ cầm súng như vậy, là bà con ta đi như vậy thì nó gặp ai nó cũng bắn tùm lum hết á. Nó bắn như vậy rồi bà con ta trợ tôi tình hình tôi nhớ cái lúc đó. Hiện tại thì bây giờ sức khỏe tôi nó cũng không được khỏe lắm, chứ không tôi cũng có thể mường tượng ra cái cảnh đó. Thì khi bà con người ta bắn ta ngã xuống như vậy thì là có những người thì trong khi nó bắn rồi nó chạy lại, thì một đứa thì nó mới chạy lại, nó mới lấy giày, sau khi nó lấy giày của người ta nó mang vô. Rồi thì mỗi một cái góc phố, cái khu chợ lớn, khu chợ Thiết, tôi nhớ bây giờ, lúc bây giờ tôi ở gần ở chỗ bệnh viện Chợ Rẫy, thì nó mới chiếm, nó mới biết vài ba người bộ đội trẻ gì đó, nó chiếm một cái cao ốc gì đó, và trên đó nó cứ đặt súng, nó bắn xuống rồi. Trong khi lúc đó thì anh em quân đội quốc gia mình họ đi ăn Tết đó, họ về chưa có trở lại kịp đó, họ không có lấy tiền kìa, nó bắn xối xả xuống, cho nên chết nhiều lắm được. Đó là tôi nói trong cái đêm Mậu Thân đó. Rồi về sau này đã mấy ngày sau thì quân đội mới tái chiến lại được, rồi đánh đuổi đi, thì rồi sau mưa ấy lại được rồi mới. Dạ thì thành tôi chỉ nhớ sơ vậy thôi. Thì có thể nó còn nhiều tỉnh khác, rồi còn nghe đâu ở ngoài Huế, Thừa Thiên thì họ chiếm cho tới như vậy là khá hơn nửa tháng trời. Và như vậy thì họ bắt họ bắt người dân và tất cả quân cán chính rồi gì nhân viên giáo chức hay là không ngồi ra, không phải quân đội hay là những người có quyền, mà ngay cả nhà giáo rồi đó, thì họ nó cũng bắt, nó bắt nó đem đi, nó xóa sâu, nó tàn sát đi. Cho nên đi đến giờ này được biết rằng ở ngoài Huế nó cũng có những cái mộ chôn tập thể đó, có thể có người ta còn để lại tài liệu là có cả nó giết hại có cả 6-7 ngàn người dân luôn á. Anh đối với anh cá một cái sự đau thương mà nhắc tới thì phải nói cái tội ác đó thật là không thể nào tưởng tượng được. Bây giờ tôi nhớ là tôi nghĩ lại tôi nhớ tôi cũng cũng cảm thấy rất là đau khổ, mình nghĩ mình cũng rùng mình vậy đó.
Nhưng mà người cộng sản thì họ tàn sát rồi, họ không có gớm tay gì hết cả. Thành tựu nó khôn á. Rồi thì bây giờ nhưng mà rồi bây giờ thì họ cũng cho đó là một cái chiến thắng vinh quang, rồi họ ăn mừng rồi, và cho rằng là toàn dân nổi dậy. Sự thực là toàn dân nào đâu mà nổi dậy. Đó, thì tôi cũng xin thưa sư qua vậy với đài thì anh nghĩ thôi. Dạ, thưa thầy, thầy có nhắc đến chữ bị lừa. Không phải thầy nhắc đâu mà ngày xưa ông Chánh Án Cộng sản, người bạn thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này là ông luật sư Trần Lâm. Thầy cũng biết ông luật sư Trần Lâm, ông mới nói với chương trình này trên cho cả thế giới biết là mình bị lừa không ạ? Mình bị lừa. Thầy có nghe ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói là đại ý là đừng nghe cộng sản nói, nhìn cộng sản nó làm. Bao nhiêu người thầy có nhắc đến cả trong miền Nam, miền Bắc thì chắc chắn là họ phải bắt buộc phải nghĩ như vậy rồi. Họ tưởng là cộng sản là tốt, đi giải phóng cho dân tộc, rằng nó sẽ đẹp. Nhưng mà chính vì ta hiểu biết nó quá ít, ta không có thời gian ở chung với nó. Nó tức là cộng sản. Nhưng ngày hôm nay ta hiểu sâu sắc về cộng sản, phát hiện ra thì nó không đẹp, nó khốn nạn hơn người ta tưởng, thưa thầy. Mục tiêu của chế độ vô thần đối với Phật giáo hay đối với Công giáo hay đối với bất cứ tôn giáo nào, nó nhằm tiêu diệt tôn giáo mà. Điều này dù ở thời đại nào cũng không ai có thể phủ nhận được. Không ai phủ nhận được điều đó. Bởi vì tất cả các nhà lãnh đạo đất nước không từ bỏ chế độ chủ nghĩa vô thần mà. Thầy có nhắc đến ngày hôm qua thầy nói cũng có người đến thăm thầy ở nơi thầy ở trọ. Có làm nhưng mà trước khi con hỏi tiếp thì con nói con nghĩ đang nghĩ đến cái chỗ mà bị lừa, cộng sản nó đến là chuyện ngẫu nhiên. Nhưng cộng sản nó phải đi là chuyện tất nhiên, thưa thầy. Nó phải đi là chuyện tất nhiên. Ngày hôm qua có làm thầy ấm lòng không? Con nghe thấy thầy nói anh Minh ơi, có một vài Phật tử đến thăm tôi. Xa xôi cách trở như vậy. Ở lưu vong ngay chính trên quê hương của mình, có người đến thăm, có vui không thầy? Có vui ngày xuân, có vui không? Dạ thì cũng có số Phật tử thì ngày Tết thì họ cũng về thăm vậy, chúc Tết vậy thôi chứ không. Dạ vâng, thì cũng bình thường chứ không có gì. Dạ vâng, dạ thì cũng cái hồi nãy mà anh nói đó, sự thật đó thì những cái chuyện mà anh nói rằng là cộng sản nó muốn nó tiêu diệt tôn giáo, sự thật ra là nó có hai mặt không á, là một mặt á nó chỉ tiêu diệt các cái tôn giáo chính thống chân truyền và chứ còn sự thật ra thì người cộng sản họ lập lên họ cũng có lập lên những cái giáo hội rồi coi như là quốc danh đó thì cũng là những người mà cũng theo cái tôn thờ cái chủ nghĩa với đường lối của cộng sản á, cho nên là những cái chùa chiền, những cái cơ sở tôn giáo to lớn á thì coi như là họ để họ giao cho bên quốc danh đó. Thành thử cho nên là cái mặt là cái tôn giáo mà quốc danh đó để họ bày hàng cho thế giới biết rằng coi như họ cũng có tôn giáo rồi, nhà cũng có chùa, có nhà thờ, có tất cả đều rất là to lớn đồ sộ. Còn họ chỉ dẹp cái tôn giáo chính truyền chính thống thôi. Còn những ai mà gọi là đã trở thành cán bộ rồi, ví dụ có những cái tu sĩ trở thành đảng viên, đảng cán bộ bây giờ nhiều lắm, họ đào tạo cả bên Phật giáo, họ đào tạo cả mấy chục ngàn sư trẻ đó để làm thành cái vai trò trở thành cái cán bộ, nhưng mà là vai trò đóng cái vai trong tôn giáo để rồi họ kế tục họ nắm giữ các cái chùa chiền, các cái cơ sở tôn giáo đó để rồi họ coi như cộng sản nó cũng coi như hai mặt như vậy đó, chứ không phải là một mặt đó thì họ cũng nói là họ để có tự do tôn giáo thoải mái, nhưng mà một mặt bên trong nó là nó tiêu diệt những cái tôn giáo chính thống chân truyền đó. Thưa cho biết nữa, giờ bây giờ thì cái toàn bộ là nó là các cái tôn giáo nó là quốc danh hết, thưa anh. A Di Đà Phật, thưa thầy. Ngày xưa nhà văn Xuân Phú, người bạn rất là thân mến của con, ông ấy quá vắng rồi. Ông ấy nói với con là khi nào giỏi bỏ nó bắt đầu nó đánh nhau là chúng ta thấy tương lai đấy. Giỏi bỏ nó bắt đầu nó đánh nhau đấy.
có cái điều hay, điều quý mến đối với những người Việt Nam, tâm tình Việt Nam. Những người trẻ hay những người có tuổi đứng trước tòa Cộng sản, không một người nào, không một người nào khóc, không một người nào nhận tội mình làm sai. Nhưng có hai thằng Cộng sản con, thằng Đinh La Thăng và thằng Trịnh Xuân Thanh, nó đứng nó khóc lóc trước tòa, nó xin mà. Nó xin tha tội cho nó mà. Hèn. Một người thanh niên tuổi trẻ kiên cường Trần Hồng Phúc bị xử án. Anh ta đã dõng dạc như Trần Bình Trọng nói là: các ông có thể xét xử tôi 10 năm, 20 năm, nhưng chế độ này có thể tồn tại đến mức đó không? Không có đâu, ngày nào các ông bị xử tử, thì ngày mai nhân dân sẽ xử tử các ông. A Di Đà Phật, thưa thầy, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Việt Cách Đông Bay ngày hôm nay. Thầy nói thời gian dài, không biết có gì nói không. Anh Minh còn nói được nhiều lắm, Tết Mậu Thân còn nói được nhiều lắm, nhưng mà thôi, con dành lại cho thầy một đôi phút nữa trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Có đôi điều gì tâm tình trong ngày xuân quý mến với thầy, quý mến với tất cả đồng bào Phật tử cũng như mọi người trên hành tinh trái đất này. A Di Đà Phật, thầy nói đi. Dạ vâng, dạ thì chúng tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Chỉ có một cái mong ước rằng là như hồi nãy tôi nói là anh em tuổi trẻ trong cũng như ngoài nước ý thức được cái bổn phận cũng như mình có cái tâm lòng đối với tổ quốc quê hương. Thì đa phần ở trong nước thì cũng đã bị người ta ràng buộc, để người ta trở thành ra người ta khống chế, thành cho nên nó cũng khó khăn. Tuy vậy nhưng mà cũng một số anh em trẻ dân chủ họ cũng vẫn mạnh mẽ đứng lên, như hồi nãy anh nói đó, cũng có những người ra tòa một cách rất là bất khuất. Và chỉ còn hy vọng rằng mà tất cả những cái số anh em trẻ ở hải ngoại đó, thì bây giờ ở hải ngoại đó, làm sao để mà cũng hiểu ý thức được cái vấn đề đất nước quê hương tổ quốc, cũng như cho để mà cũng có thể gọi là đóng góp chung cho cái tương lai. Thì chúng tôi chỉ có một cái mong ước rằng là cũng gần đây cũng được biết rằng ở hải ngoại thì có nhiều cái đoàn thể, có nhiều nhân sĩ trí thức, những anh em các cái vị chức sắc tôn giáo cũng đã ngồi lại với nhau, đã cũng đoàn kết với nhau. Nhất là còn gần đây cũng có thành hình những cái tổ chức có cái tầm vóc lớn của các vị nhân sĩ trí thức cũng như các vị lãnh đạo tôn giáo. Thì chúng tôi cũng được biết là có cái hội đồng liên kết quốc nội hải ngoại đã hình thành từ những các cái cộng đồng người Việt quốc gia ở các cái tiểu bang, liên bang cũng như ở nhiều nước cùng nhau chung với nhau trong một cái hội bảo, một cái lý tưởng chung cho đất nước dân tộc đó. Thì và ngoài ra thì là cũng biết rằng đối kháng với cái nạn mà người ta gọi là cái văn hóa vận với cái tôn giáo vận đó, tất nhiên là bây giờ Cộng sản nó gài những cái người làm văn hóa hoặc là những cử những cán bộ tôn giáo để ra để khống chế bên nước ngoài đó theo cái nghị quyết 36 đó. Thì nếu mà tất cả hải ngoại cùng nhau hình thành được một cái ủy ban để mà hội đồng để mà chống lại cái văn hóa vận, cái tôn giáo vận của Cộng sản đó thì rất là hay. Và mong rằng là tất cả các lãnh đạo tôn giáo tinh thần cũng như các đoàn thể đảng phái, các cái nhân sĩ trí thức cũng có thể gọi là đừng bỏ hết tất cả những cái riêng tư riêng của mình đi, những cái phân biệt, những cái thị hiềm đi, mà có thể vì cái đại nghĩa dân tộc mà có thể ngồi lại với nhau để mà góp phần để có thể giải cứu cho cái quê hương đất nước Việt Nam chúng ta cũng đã có nó quá quá nhiều đau khổ rồi. Và làm sao để mà ngăn chặn những cái sự bành trướng về cái vấn đề tôn giáo vận của cộng sản đối với quốc tế. Thì từ đó thì chúng ta mới có thể hình thành lên được, và chúng ta cũng liên kết liên hợp với nhau thì có thể là tạo thành một cái sức mạnh tổng hợp, thì chúng ta mới có thể góp phần cho một cái đại nghĩa cho đất nước dân tộc
chứ không thôi thì chúng ta vẫn còn cứ mãi hồi bị dưới cái chế độ độc tài toàn trị cộng sản, và biết đâu trong tương lai là có thể nói rằng hiện tại có thể nói rằng cái xâm lược của Trung Cộng nữa, trước cái sự hán hóa rồi đô hộ, rồi ngoài ra thì biết có thể là Việt Nam trong tương lai sẽ trở thành là một cái tỉnh của Tàu nữa. Rất nhiều vấn đề, nên tôi nghĩ rằng là ở đây thì mình chỉ xin có một cái nỗi đau buồn lo như vậy đó, và bây giờ cái chức mình thì nó nhỏ bé quá, chỉ mong rằng mong rằng tất cả tuổi trẻ cũng như quý bà con, quý nhân sĩ, quý tổ chức thì bây giờ bỏ cái chuyện riêng tư. Xin là Phật, thưa thầy, chắc chắn một điều là những người tuổi trẻ tại hải ngoại và những người Việt Nam tại hải ngoại sau 43 năm, thầy có quyền hãnh diện và người Việt Nam trong nước có quyền hãnh diện là cờ đỏ sao vàng, không có một chỗ nào để được treo ở trên đất nước Hoa Kỳ này, ngoại trừ cái chỗ tòa lãnh sự của nó. Ngoài ra không có một chỗ nào, một chỗ đứng nào để cho cờ đỏ sao vàng cả. A Di Đà Phật, chúng con hòa cùng khí xuân dân tộc, thanh xuân Di Lặc. Kính chúc Hòa Thượng một mùa xuân an lành. Thầy đã thức khuya với chúng con, gặp nhiều trở ngại kỹ thuật không nói chuyện được với Chánh Trị Sự Hứa Phi. Chúng con kính chúc thầy không tánh và Chánh Trị Sự Hứa Phi một năm mới vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Suy, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, Đài Truyền Hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn Đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt và anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube của người lính già Vĩnh Long. Nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới nhân dịp Tân Xuân Mậu Tuất, một lần nữa xin được gửi lời chúc phước tài lộc thọ cùng đến muôn nhà. Xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Không Tánh, Chánh Trị Sự Hứa Phi. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán giả một ngày vui ý, một đêm an lành, và hẹn cùng với quý khán giả trong một chương trình kỳ tới.
quên vòng trời. Anh ra đi mang theo tình người, vuốt đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy, khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui. Dừng lại mùa vui.